Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video em làm về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Một trong những cái tuổi mà có thể nói rằng có khá nhiều cái sự tốt đẹp chứ không có quá khó khăn ở trong cái năm Kỷ Hợi này. Thì như các video trước thì đầu tiên hết em sẽ nói sơ về thiên tính cũng như là vận hạn của mình cả đời nó sẽ ra sao ở trong cái năm rồi sau đó mới ứng dụng vào cái năm Kỷ Hợi 2019 ha. Thì như đã biết thì các anh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 phần đông là người khá là thông minh, nhận xét thì tinh tế, có thể nói là tư cách của mình khá cao ha. Có nếp sống cũng tương đối nhiều người tương đối đàng hoàng, nhưng cũng có nhiều cái tự ái lắm. Các anh là tự ái cao, không có muốn nhờ vả người khác hoặc là đồng nghiệp, mà thích tự mình là làm lên. Tánh tình thì mềm mỏng, khá là nhẹ nhàng cho người mà thủy mà ha. Ít là mất lòng bạn bè ha. Cũng nhưng mà không phải là mềm mỏng là lấy lòng người khác. Chính vì các anh tự ái cao, các mềm mỏng, các anh nhịn nhục, nhưng mà không phải vì vậy mà các anh lòn của người khác đâu ha. Thường thì khá là tốt bụng ha, sẵn sàng giúp đỡ người mà cần giúp đỡ. Các anh thường ít muốn là đua tranh đó, vì bản chất là người hiền hòa, người mệnh thủy mà, người hiền hòa, thích cuộc sống tinh thần hơn là vật chất. Cũng vì vậy trước sóng gió cuộc đời thì các anh hơi không phải là người chịu đựng được sóng to gió lớn trong cuộc đời. Đó là một cái điểm mà gọi là khuyết điểm của mình, nhưng mà không sao, mình cả nó mình không thích sóng to gió lớn thì mình sẽ không có mạo hiểm cuộc sống của mình ha, không có ấy. Các anh đó, với cái con đường công danh sự nghiệp đó, là thường là tuổi mạng tương sinh, người mạng thủy ha, mà cho nên là tương sinh, vận số thì không đến nỗi xấu, tài lộc thì cũng gọi là tạm tạm. Tuy nhiên sự nghiệp đi lên chậm, không có được nhanh, không có được vượt phát, đó là cái mệnh số của mình. Cái người Ất Mão thì như đã nói, nam hay nữ mạng, riêng phần nữ mạng thì rất là yếu về mệnh, nhưng mà nam mạng thì tốt hơn một tí xíu. Thể chất đồ này kia thì là mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà cũng xét về chắc cả cái sức khỏe đồ này kia thì Ất Mão gọi là mệnh không được mạnh, chỉ là trung bình, là không có cao số. Mặc dù công danh sự nghiệp có những thay đổi, nhưng mà từ trung vận, tức là từ bắt đầu vào đại vận 10 năm, từ năm 41 cho tới năm 52 tuổi thì nó khá nhiều là cái tốt đẹp, là người biết tôn trọng tình nghĩa ha. Các anh là người thích cái mẫu gia đình hơn là làm người cha người chồng rất là vững vàng ở trong cái gia đạo của mình. Rồi đó là cái sơ khởi của một cái tử vi cả đời hoặc là thiên tính của cái người Ất Mão. Thì vận vào cái tử vi của năm 2019 thì nó như thế này. Mạng á, thì các anh như đã biết thì mạng là đại khê thủy, tức là khe nước lớn. Mạng mà mạng thủy á, mà gặp năm mộc, năm nay là bình địa mộc, là sinh xuất xấu, chủ về hao tốn sức khỏe, không được tốt đẹp cho lắm về mặt sức khỏe. Về tiền tài thì cũng không có được ngon lành ha. Người ta nói mà khi mà bổn mạng bị sinh xuất á, thì các cái phúc tinh và tài tinh nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều, nó sẽ không có phát huy cái tác dụng tối đa của nó. Sao á, thì các anh rất là may mắn, năm nay các anh được sao mộc đức chiếu mạng. Người ta nói sao mộc đức mà chiếu mạng thì may mắn, danh lộc rất là tốt. Đây là một cái phúc tinh đem lại cái sự an vui, tốt lành, may mắn về nhiều mặt, nhất là về cái việc mà cưới sinh. Tuy nhiên là các anh tuổi này cưới sinh gì nữa ha, 45 rồi. Cái sao mộc đức này nó tốt nhất vào cái
giai đoạn vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nó sẽ phát huy các tác dụng một cách tốt nhất ở trong cái thời gian đó ha. Người ta nói mà người nam mà gặp sao một đức chiếu mạng thì may mắn trong công việc làm ăn, tài lộc tăng, mưu sự rất là dễ thành. Tuy nhiên cái sao một đức là nó thuộc hành mộc, các anh thì là hành thủy, cho nên là thủy sinh mộc. Có nhiều người nói rằng là như vậy là sinh xuất nó làm cho cái sao mộc đức nó không có cái tác dụng tốt đẹp với mình, nhưng mà em thì em nghĩ rằng là như vậy, mình thủy mà, cái sao mộc đức vốn dĩ tốt mà nó được mình tưới vô nữa chắc nó tốt hơn, và hy vọng là như vậy ha. Rồi, hạn của năm á, là hạn hình tiền, người ta gọi là hạn hình tiền là phòng bệnh nạn. Với hạn hình tiền á, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, có thể phải trải qua một cơn bệnh nặng hoặc là một cái tai nạn khá nặng và nằm một chỗ, bị gián đoạn công việc, tức là mình cũng phải có một cái khoảng thời gian như vậy. Với cái hạn hình tiền mà kết hợp với là mạng bị sinh xuất thì hy vọng rằng nó chỉ là bệnh chứ không phải là một cái tai nạn và nguy hiểm ha, làm cho các anh phải khó khăn. Vận niên á, là vận niên kê dắt viên, tức là gà về vườn, là hình tượng mà con gà được thả ở trong cái vườn, báo hiệu một năm là thành công và no đủ, ngon lành ha, có tài lộc và vượng phát, được người khác cho biếu hoặc tặng tài sản, làm ăn thì tấn tới, kinh doanh buôn bán thì đắt hàng. Người ta vận niên nghe đã ha, có thể xin việc mới cũng vẫn được này ha, đi xa đều có lợi. Tuy nhiên là với cái vận niên kê giáp viên này á, thì có một bạn khác giới đang muốn lợi dụng cái tình cảm và tiền bạc của các anh, cho nên các anh cần để cẩn thận ha. Vận niên mà kê giáp viên á, thì thường báo hiệu là một năm khá an lành, cuộc sống đầy đủ an nhàn, không có biến động lớn trong cái năm đó. Đây là năm sẽ có nhiều cái thành tựu trong công danh sự nghiệp và tiền tài phát triển ổn. Ngon lành ha. Được sao mộc đức vận niên kê giáp viên, tuy nhiên là có hạn hình tiền và mạng bị sinh xuất thì cần để ý. Thiên can, thiên can cái chữ ất của các anh nó khắc chữ kỷ của năm, vậy thiên can tương khắc năm, chủ về mọi việc khó khăn đều do cái sự chính bản thân mình tự tạo ra. Trong năm nay thì không nên, nếu với cái thiên can như thế này thì không nên đầu tư một cái gì mới mà quá to lớn, nên làm những cái trong tầm tay ha, đừng có vay mượn, nó sẽ không có tốt đẹp lắm. Địa chi, mẹo gặp hợi, tức là tam hợp, người ta còn gọi là sinh nhập có lại. Địa chi hợi mão gặp hợi là tam hợp, báo hiệu năm 2019 thì người mà sinh năm mão sẽ có nhiều thay đổi nhất về mặt tinh thần và có thể nói là cuộc sống về tình cảm tốt đẹp. Tức là anh như em đã phân tích thì em nói là địa chi nó ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ và vợ chồng và các mối quan hệ trong gia đạo, thì được tam hợp là một cái có thể nói là rất là ok nha. Sẽ có nhiều cái điều mà tích cực. Như vậy thì rõ ràng đó là trong cái tử vi của nguyên năm thì có những cái rất tốt ha, bên cạnh những cái không tốt đẹp lắm, nhất là phần thiên can bị khắc năm ha, mạng thì bị sinh xuất và hạn là hình tiền, thì hạn của năm á, là phải nói như này, nó sẽ gắn liền chung cái hạn hình tiền, hạn phòng bình đẳng phong gắn liền với là đức năng. Ví dụ như là mình có đức, mình sống đàng hoàng thì cái hạn hình tiền là sẽ không có phát huy tác dụng của nó. Còn cái thiên can hoặc là cái xấu ở trong cái năm thì có thể nói rằng là mình hy vọng rằng với 50% cái rất tốt đẹp như là địa chi tam hợp, vận niên và sao sẽ hoàn toàn khống chế được những cái xấu trắc trở mà có thể gây ra thiệt hại cho các anh ở trong cái năm kỳ hại 2019. Với cái sự mà gọi là hiền lành, vốn dĩ là thích làm thiện lắm dữ như của các anh,
thì sẽ có cái đức mà để làm một năm hoàn toàn thắng lợi. Rồi thì với cái tử vi như vậy thì mình sẽ xét xem sự nghiệp của năm 2019 nó sẽ ra sao, với cái đo sao tính mạng ở bên trong cái tài tinh và phúc tinh đấy sư phạm. Thì như về tứ trụ á, xét về sự nghiệp 2019 á, xét về tứ trụ á, thì với là thiên thắng địa lợi, người mà gặp về tứ trụ mà người mà gặp thiên thắng á, là cuộc sống có nhiều thuận lợi, công việc phát triển, gia đình với địa lợi thì gia đình tình cảm có nhiều phần hơn vượng, có sự an vui. Tuy nhiên năm nay là hạn là phần tiền xấu, cần quan tâm nhất là phần sức khỏe, phòng bệnh nặng, có thể gặp tai họa. Có thể nói về tứ trụ thì năm nay báo hiệu là một tài lộc khá, nhưng nên cẩn trọng các mối quan hệ có thể bị tiểu nhân quấy phá ha. Rồi xét về mặt tử vi ấy, thì tiểu vận đi vào thắng địa, thì như đã nói thì tiểu vận mà đi vào thắng địa thì nó sẽ có lợi cho danh lập lẫn phúc thọ, đồng thời nó còn có khả năng ngăn chặn và hóa giải các cái sự xấu do sao hạn vận niên xấu gây ra. Thì năm nay chúng ta bị hạn xấu ha, thì được cái tiểu vận đi vào thắng địa này, hy vọng nó sẽ khống chế được cái hạn hợp tiền. Đại hạn đó, đại vận 10 năm tức là từ 42 đến 51 tuổi á, là thời gian vượng phát công danh gia đạo, có nhiều việc đáng mừng. Tiểu hạn năm nay là thắng địa, lại được cái đại hạn 10 năm hỗ trợ, rõ ràng là càng thêm sáng sủa. Cung tiểu hạn thì có là tướng quân quốc ân tọa chủ, như vậy là rất là tốt đẹp. Có cả tướng quân quốc ân thì cái người mà đang đương chức quyền thì hay làm việc mà ở trong hạng xưởng, ở trong cơ quan công quyền thì rất là dễ được thăng quan tiến chức, được đề bạt. Tuy nhiên là có bị tuần đồng cung, thì như đã nói cái tinh quân tuần là ổng hay lắm, ổng cứ đi vô là xấu tốt vậy cứ cắt 50% hết, thì ổng sẽ làm cho tướng quân với quốc ấn không có phát huy hết các tác dụng của mình. Có thể nói là mọi việc các anh mà hợp tác với cái người nào đó có chức có quyền hơn thì sẽ bị họ gọi là giật cọc, hoặc là họ phủi công mình ha. Cho nên là cần cẩn thận, đừng có tranh chấp làm gì cho mệt. Mọi việc không thuận lợi cho lắm, có thể phải đương đầu với nhiều trở lực, tuy nhiên sẽ không thất bại, nhưng mà các anh phải tốn hao nhiều cái sức lực hơn những gì mình có nghĩ có thể là bỏ ra. Ở hạn thì có tuế phá là đại hao thiên hư, công việc làm ăn cũng nhiều ngăn trở cạnh tranh khiến phải tốn hao công sức tiền bạc, nhưng mà ngay cả như vậy nó cũng bị tuần án ngữ, tức là tuần mà xấu hay tốt thì ông cũng án ngữ cả, ông sẽ làm mà giảm đi nhiều cái trở ngại khó khăn của đại hao và thiên hư gây ra. Tuy nhiên khó khăn vẫn vượt qua tạo thành được thành quả ok. Cung hội chiếu thì có hóa quyền quốc ấn long trì, đây là ba cái phúc tinh rất là tốt đẹp ha. Hóa quyền là như đã nói là mình sẽ đạt được cái sự đề bạt thăng chức đồ này kia, đó là hoặc là nếu mà ở đó là trong môi trường mà mình làm việc cho nhà nước hoặc là làm việc cho hãng xưởng. Còn nếu như mà ở trong môi trường kinh doanh thì rõ ràng là mình có phát triển về tài lộc ha. Công việc làm thì được nhiều người ủng hộ, tạo được cái uy thế, có người có quyền lực giúp đỡ, công việc cũng dễ thành. Hạn thì như đã nói ở trên thì còn hộ chiếu còn có kình dương lực sĩ tế pháp lưu hà, cũng có những cái thế lực đối kháng phải đương đầu với những việc ám muội gây ra khó khăn không nhỏ, nhất là những cái người mà sếp hoặc là những người lớn hơn mình, chức vụ lớn hơn mình chứ không phải là lớn tuổi hơn mình, nên để ý nha, sẽ có cái
Cái này nói trước, em nói chức vụ lớn hơn nhưng chưa chắc là lớn tuổi hơn mình ha. Đó. À, có khi mà những cái người này họ không hiểu mình, họ làm gây khó khăn cho mình, cho cái kế hoạch, cho những cái việc của mình làm nó bị đình trệ, không có được phát huy tác dụng lắm ha. Cung mệnh á thì có bạch hổ thiên khốc, à, dễ gặp chuyện xấu khó lường. À, bạch hổ mà đi với thiên khốc thì rất là dễ gặp tai nạn, tiền bạc thì dễ thất thoát. À, bản thân hay là người trong gia đình có thể gặp tai nạn nghiêm trọng hay ốm đau mà nặng nề. Đó, đó là cái bạch hổ đi với thiên khốc. À, như vậy về mặt tài chính á, năm 2019 năm Kỷ Hợi á, với nhiều tài tinh đáo nhập, à, sự nghiệp vẫn vững vàng và có thể là phát huy nhiều hơn nữa. À, tuy nhiên cũng có những cái tốn hao khá lớn, cho nên đừng vung tay quá tráng, tại vì mình có đại hao, hồi nãy mình có nói ha, đại hao nhập hạn thì đấy. Nhìn chung các mặt à, thì năm nay may nhiều hơn rủi, à, trong khó khăn vẫn đạt được cái mục đích của các anh đã đề ra, chứ không phải là hoàn toàn mà bế tắc. Đó là một cái tín hiệu rất là vui mừng đối với tổ của các anh. À, rồi, nhìn chung như vậy là ok. À, đối với xét chung á, thì năm nay á, là can kỷ thuộc âm, ngũ hành đó thì hợp thổ. À, trung vận là thiếu cung, như vậy là thổ sẽ vượng, mà người mệnh thủy là gặp năm thổ vượng hay là bị tương khắc. À, thổ nó khắc thủy cho nên là cái nhiều mặt nó cũng có xảy ra chống phá, chứ không phải là suôn sẻ mọi điều 100%. Cho nên là các anh cần nhớ mà mình rút ra những cái khó khăn mà mình vượt qua để mà tốt đẹp. Giờ, tuy nhiên nó không phải là tháng nào cũng có gặp chuyện đó, đó là những cái tháng xung thôi, còn những tháng không xung thì không sao hết, các anh cũng yên tâm ha. Rồi, đó là về mặt công danh sự nghiệp của năm 2019. À, đối với tuổi của các anh rõ ràng là có nhiều phúc tinh bên cạnh nhiều cái phá và bại tinh cũng khá là nguy hiểm. Tuy nhiên nhờ tuần triền án ngữ cũng làm cho cái sao hạn nó bị khống chế bớt đi rất là nhiều điều. Rồi, tiếp tục là phần tình cảm và gia đạo. À, đối với các anh Ất Mão sinh năm 1975 á, thì cái năm Kỷ Hợi 2019 ha, ngoài cái việc là tam hợp Hợi Mão Mùi đem đến nhiều điều tốt đẹp cho gia đạo, thì rõ ràng đó là với cái tứ trụ về được thiên thắng địa lợi á, thì rõ ràng là cuộc sống báo hiệu nhiều niềm vui. À, nhưng nhiều niềm vui đối với gia đình vợ chồng á, thì năm 2019 với đường phù hoa hỷ thần, à, vợ chồng có cơ hội thay đổi, thậm chí là tân tạo nhà mới, à, gia đình thêm niềm vui vì cả vợ chồng được nhìn về một hướng mà có thể nói là nhờ tam hợp của địa chi. À, đối với gia đạo, đối với các con á, thì người Ất Mão luôn luôn muốn chứng minh mình là một cái người là cha mẫu mực, hết lòng lo cho con cái, cho nên nó là sẽ được năm được cái mùa bội thu về cái sự vui vẻ cho con cái mang lại. À, năm nay á, thì các anh nên quan tâm chú trọng nhất là cái phần sức khỏe của mình với cái hạn hành tiền và bổn mạng về sinh xuất. Nếu như mà các anh trai mà năm nay muốn sinh con thì cũng là một cái năm rất là tốt đẹp, vì nó có tam hợp với mình và được tương sinh về mệnh ha. À, cho nên là muốn sinh con thêm, để các anh nào 45 mà vợ mới có 34 35 thì ok, sinh thêm đứa nữa vẫn được, đúng không? À, còn đối với mà các anh độc thân á, thì năm 2019 á, thì hồng hồng loan là đào hoa, hỷ thần tam hợp, tình cảm thì rất là dễ thăng hoa. À, nhưng coi chừng bị tai tiếng nếu mà thăng hoa quá, gom đầu này bỏ đầu này buông bắt đầu kia ha, mình bị tai tiếng mệt ha. Nếu muốn lập gia đình ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này thì không kỳ kỵ gì. À, cho nên là có thể work ha, góp gạo thổi cơm chung được, ok ha. Rồi, cái đó là về tình cảm.
tiếp tục là phần sức khỏe của năm 2019. Thì rõ ràng đó, năm 2019 đó, là với cái hạn xấu và mệnh là bị sinh xuất, cung mệnh lại có bạch hổ đại sát thì nó rất là bất lợi cho sức khỏe. Ngoài các bệnh nặng còn có thể bị tai nạn mà phạm thân, nên tạo thêm phước đức ha, đầu năm nên cúng sao giải hạn cho bản thân mình, hoặc là đeo những cái trang sức phong thủy, hoặc là đi chùa nhiều một chút, giới trời cúng bái cho nó nhẹ nhàng để nó qua khỏi cái năm mà cái bổn mạng của mình có cái sự không tốt đẹp. Rõ ràng là lái xe cẩn thận, bổn mạng của mình bị nguy chứ không phải chỉ suy yếu không ha, bị nguy hiểm luôn á. Cho nên là các anh nhớ cẩn thận ha, đừng em nói đi nói lại cái nào nguy hiểm là nó nguy hiểm ha. Người ta đánh mất cái gì làm cũng được, nhưng riêng mất mạng làm lại không có được. Mình có thể có tốt về tài lộc ha, tốt về công danh sự nghiệp, nhưng tốt mà không còn mạng thì cũng không có sao, không có hưởng được. Cho nên cố gắng làm sao mà giữ được cái mạng của mình, giữ cái bộ mạng của mình là không nguy, để mà hưởng cái phước của cái năm này ha. Rồi, như vậy thì nó là những cái thông tin cơ bản về tử vi ha, về công danh gia đạo và sức khỏe của các anh ở trong năm Kỷ Hợi 2019. Rõ ràng nó có nhiều điều tích cực lắm chứ bộ, chứ không phải là xấu đâu ha. Bên cạnh cái việc là sức khỏe của mình không được ok lắm thì còn lại là rất là tốt đẹp ha. Thì ứng dụng vào đó thì em làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Hy vọng rằng là với cái sự chi tiết rõ ràng ở trong từng tháng này thì các anh biết nào tháng nào tốt cái gì và xấu cái gì, và để mà phòng tránh và ứng phó với nó ha. Đầu tiên hết thì đó là tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019, đó là một tháng bính dần, tháng gốc hỏa. Như vậy là mệnh thủy của anh khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng tai nạn bất ngờ. Mình khắc nó là cũng không ngon đâu ha. Cái gì cho nó khắc mình hay mình khắc nó vậy, nó cũng có cái xấu riêng của nó hết. Thiên can chữ ất với chữ bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như đã biết thì ất thì thuộc hành mộc, bính đinh thì thuộc hành hỏa, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh ha, mộc sinh hỏa. Cho nên có thể nói là công việc không phải là vấn đề gì cả, mà còn có được cái sự tương sinh của nạp âm ngũ hành thì hy vọng rằng là nó còn có thể giúp cho các anh có tài lộc nhiều hơn. Rồi tiếp đến đó là tháng 2, địa chi của tháng 1 dần mão là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Cho nên là có thể nói cũng bình thường, không có chuyện gì hết xảy ra. Ngon lành ha. Như vậy là khởi đầu của cái năm Kỷ Hợi 2019 bằng cái tháng giêng thì các anh phải đề phòng cái phần bệnh nạn. Tháng giêng là tháng ăn chơi ha, tháng giêng các anh ở tuổi này thì nào là tân niên, nào là chúc Tết rồi này kia, thì cái phần sức khỏe của mình tháng này nó không được tốt đẹp, thì các anh nhớ cẩn thận, chớ để mất công là mới đầu năm vô mà nằm xuống một cái là phế lắm ha. Cho nên là cẩn thận về mặt sức khỏe với cái hạn hình tiền nó chiếu mệnh. Tiếp đến là tháng 2 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, đó là tháng đinh mão, tiếp tục là một tháng gốc hỏa với mệnh thủy khắc hỏa, cũng giống như tháng 1, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn và tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên là hỏa của tháng 2 là hỏa dương, quên là hỏa âm, cho nên là nó nhẹ nhàng hơn. Rồi thiên can ất đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng địa chủ. Cũng giống như trên, ất thì mộc, bính đinh thì hành hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương hợp, tương sinh, rõ ràng là tốt đẹp. Rồi địa chi, năm sinh, tháng tuổi, tháng này tháng mão, mình tuổi mão, cho nên là sẽ không tốt đẹp cho phần gia đạo. Gia đạo có một cái gì đó nó không được ổn thỏa cho lắm. Tuy nhiên là hy vọng là với cái tam hợp của cả năm, tam hợp địa chi cả năm, thì cái phần tương khắc địa chi này, cái thằng tháng tuổi này không ảnh hưởng mấy đến với mình.
nhưng mà cũng đừng quá chủ quan. Tại vì tại sao? Tại vì mệnh là thủy khắc hỏa, nó cũng có những cái chuyện xấu xảy ra. Khi mà mệnh mà bị khắc tháng thì các cái phúc tinh và tài tinh sẽ bị chế hóa, và cái ông phá vào bại tinh ông sẽ phần nằm một cách nguy hiểm, cho nên là đừng có ỷ lại. Như vậy là tháng 2 chủ yếu vẫn là phần sức khỏe và một chút gì đó về gia đạo. Rồi tiếp tục là tháng 3. Tháng 3 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Mậu Thìn. Tháng này, tháng 3 này chắc khoảng cỡ mười mấy tháng 4, tháng 12, 13, tháng 4 gì đó, dương lịch. Là tháng này là Mậu Thìn, một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh thủy sinh mộc, bản mệnh sinh sức tháng, sức khỏe yếu cẩn trọng sức khỏe và bổn mạng. Thiên can ất mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng ok đi ha. Như vậy thì từ xét về mặt tử vi thì hai thằng này, thiên can này cũng không ảnh hưởng gì, công việc tiếp tục là một tháng bình hòa, tiếp tục đi lên. Địa chi thìn mão, là thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nha. Giữa thìn và mão là tương hại. Bổn mệnh thì bị sinh xuất, gặp tháng là tương hại thì tiếp tục tháng 3 là tháng tiếp tục là tháng không tốt đẹp cho gia đạo. Cái phần về các mối quan hệ nữa, địa chi mà gặp tương hại thì các mối quan hệ ở trong cuộc sống luôn, có thể là đồng nghiệp rồi này kia, dễ sinh tai tiếng. Và đặc biệt nếu như các anh nào mà có em út ở bên ngoài thì tháng này rất là tháng 2 và tháng 3 rất dễ bị vợ phát hiện, cho nên là nhớ cẩn thận, giấu cho kỹ, cẩn thận hơn ha. Những tháng khác thì nó không khiến, nhưng mà tháng này nó khiến, gặp một cái là bà bẻ cổ ha. Gặp ai chứ, gặp mấy bà tuổi dữ dữ bà bẻ cổ nó chết rồi. Gặp mà mấy bà như Bính Thìn rồi đó ha, bà phà là chết luôn á, nhớ cẩn thận nha. Rồi tiếp đến là tháng 4 của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh cũng tiếp tục giống như tháng 3, thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can chữ ất nó khắc chữ kỷ. Thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng thị phi và kiện tụng pháp luật. Tại sao? Tại vì chữ ất nó khắc chữ kỷ của năm, và bây giờ chữ ất nó khắc tiếp chữ kỷ của tháng. Rõ ràng đây là thời gian cần cẩn thận mọi điều. Làm cái gì cũng nhìn trên ngó trước. Coi chừng khoảng thời gian này bị những người lớn chức hơn mình đè mình, gây khó khăn cho mình trong công việc. Nếu như là em thì tháng này trong công việc thì em nhịn thôi, em ngồi im chờ ha. Nếu như mà làm ở trong cái cơ quan hãng xưởng của nhà nước thì tháng này là nên chờ, chứ nếu mà nhúc nhích là chết rồi, tháng này ráng chịu. Địa chi tỵ mão tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung hợp, cũng không có tương khắc nhau. Như vậy là tốt đẹp. Về phần địa chi, đã vượt qua cái khó khăn một tí xíu, không có còn gì quá ấy. Như vậy tháng 4 với cái bộ mạng sinh sức thì sức khỏe cũng không được ổn định cho lắm, cộng với cái việc mà thiên can tương khắc tháng và cả năm thì rất là nhiều điều cần phải để ý. Trong công việc mà phiền hà, nếu mà không có chỗ dựa là gia đình chắc là tiêu, nhưng mà tháng này gia đạo không có vấn đề, cho nên các anh yên tâm ha. Tiếp tục tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Canh Ngọ, một tháng gốc thổ. Như vậy thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu cần cẩn trọng bệnh nặng, và tai nạn có thể phạm thân. Thiên can á, thì khác chữ ất, nó hợp chữ canh. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa, cho nên có thể nói là khi mà gặp thiên can ngũ hợp, công việc rất là hành thông, rất là dễ tiến đến tiền tài và mọi điều tốt đẹp ở trong cuộc sống. Địa chi ngọ mão là nằm trong tứ hành xung, tý ngọ mão dậu ha, gọi là tự hình với nhau, nó cách nhau một con rồi, cho nên là nó cũng đã đỡ cái phần xung khắc.
không mấy tốt đẹp cho gia đạo. Rõ ràng với cái tháng 5, ngoài cái việc là tốt đẹp cho công việc là thiên can ất hợp canh, thì với cái mệnh thổ khắc thủy và hạn hình tiền, thì rõ ràng là phần sức khỏe và một chút gia đạo ở trong cái tháng 5 của các anh là vấn đề lớn, cho nên là đừng có ý đại ha. Cẩn thận vẫn là tốt đẹp hơn cho bổn mệnh của các anh. Tiếp đến là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi. Tháng này á, là như vậy nè, mình có thể nói cái tháng này á, là cái tháng mà cái ngôi sao mộc đức, cái sao chiếu mệnh mộc đức được rất là nhiều các đại kiếp tốt đẹp. Tuy nhiên là mệnh thì của các anh là tháng này tháng thổ, mà thì thổ nó khắc thủy, bản mệnh bị tương khắc tháng, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng bệnh nạn. Mà khi bản mệnh bị tương khắc tháng là cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị khống chế rất là nhiều thứ, ngược lại phá và tài tinh nó hoành hành rất là mạnh mẽ, cho nên là sẽ có rất là nhiều cái sự khó khăn ở trong vấn đề sức khỏe cũng như công việc. Thiên can là chữ tân, nó lại khắc chữ ất nữa. Thiên can bị thản tương khắc, gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, cẩn thận thao tàn và vướng lao lý, vướng cái kiện tụng, vướng cái sự cạnh tranh ở không có lành mạnh ở trong công việc của mình. Địa chi thì lại thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Khi có tam hợp thì người ta nói là nó có thể hóa giải tam tai, vừa tam hợp tháng ha, mão gặp hợi của năm, và mão gặp mùi của tháng, thì với cái tam hợp này hy vọng là nó phần nào khắc chế được, cộng với lại cái khắc chế được cái sự khó khăn của tân khắc ất và cái bản mệnh đó tương khắc. Hy vọng với cái sự tốt đẹp, cái sự đại kiếp của cái sao mộc đức, cộng với là cái tam hợp này nó khống chế cái sự khó khăn mà bổn mạng và cái sự khó khăn trong công việc gây ra. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái 6 tháng, cái vận hạn 6 tháng đầu năm kỷ hợi 2019 với rất nhiều khó khăn về bổn mạng của mình. Thì tháng đầu là mình khắc bổn mạng, tháng 2 tháng đầu, tháng 1, tháng 2 thì mình khắc bổn mạng, tháng 3, tháng 4 thì bổn mạng bị sinh xuất, và tháng 4, tháng 5, tháng 6 là tháng khắc bổn mạng. Rõ ràng với cái hạn hình tiền cộng với cái phần sự sinh xuất thì nó cũng xuyên suốt cả năm, nó báo hiệu cả năm xuyên suốt cái bộ mạng của mình là không tốt đẹp, cho nên các âm cần cẩn thận nhiều điều hơn ha. Có hai tháng là tháng tư và tháng sáu là bị thiên can tương khắc, mình khắc tháng hoặc tháng khắc mình thì là ảnh hưởng nhiều đến phần công việc ha. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái thông tin như của năm kỷ hợi rồi, và hy vọng rằng với những cái thông tin như thế này nó sẽ giúp ích các anh ở trong cái quyết định sự nghiệp của mình cũng như là công danh tài lộc. Hy vọng rằng là các anh sẽ có một cái năm kỷ hợi thành công nhờ cái ứng dụng của những cái thông tin này. Rất vui vì các anh chú ý đón xem. Nếu các anh xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi ất mão sinh năm 1975 nam mạng biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.